Chào các bạn. Video ngày hôm nay là dành tặng cho những bạn có tính cách hướng nội. Trước giờ mình nhận được rất là nhiều bình luận của các bạn với tính cách hướng nội và các bạn băn khoăn là trong một cái thế giới mà dường như là toàn cơ hội cho những người khéo miệng và hướng ngoại và biết cách xây dựng các cái mối quan hệ xã hội thì có chỗ nào là dành cho các bạn không? Câu trả lời là tất nhiên là có. Rất là bình thường khi mà bạn tự nhìn bản thân mình và bạn không biết là điểm mạnh của bạn nằm ở đâu và liệu nó có thể đưa mình đến đâu. Thế nhưng mà ngày hôm nay có mình ở đây và mình thương các bạn vô cùng. Và mình khẳng định rằng có thể là bạn hướng nội, có thể là bạn không hay nói ra những cái lời khôn khéo, thế nhưng các bạn có những cái điểm mạnh rất riêng và chỉ cần các bạn biết cách phát huy nó theo cách của bạn thôi. Sau đây là những cái gợi ý của mình để các bạn có thể sống và làm việc và xây dựng các cái mối quan hệ xã hội với một tính cách mà có phần hướng nội nhá. Đầu tiên là bạn có phải người hướng nội hay không? Bạn có thể xác định cái sự hướng nội của mình nếu bạn có xu hướng thoải mái hơn khi ở một mình thay vì ở giữa đám đông. Không phải là bạn muốn sống một mình cả đời và hoàn toàn không muốn ở cạnh ai, mà là có thể bạn cảm thấy thoải mái hơn với một vài người bạn thân nhất thôi. Chứ bạn không thích việc đến một đám tiệc đông đúc và làm quen với những người mới. Có thể là bạn thích những cái hoạt động yên tĩnh và độc lập hơn là những cái nơi ồn ào. Và bạn cũng sẽ có thể phát huy nhiều nhất các năng khiếu của mình khi mà làm việc một mình, chứ không phải là làm việc nhóm. Và đặc biệt là các bạn sẽ không thích những cuộc tán gẫu vặt, bạn cảm thấy mệt mỏi khi phải duy trì một cuộc nói chuyện. Thực ra người hướng nội cũng có nhiều cái tuýp hướng nội khác nhau nhá, chứ không phải là ai hướng nội cũng y như nhau. Và dù ở tuýp hướng nội nào thì mỗi người cũng sẽ có một cái mức độ hướng nội hướng ngoại riêng, chứ không phải là ai cũng hoặc là 100% hướng nội hoặc là 100% hướng ngoại. Phần đông thì mỗi người đều có một phần hướng nội và một phần hướng ngoại trong mình. Nếu bạn là người thích tụ tập bạn bè nhưng mà sau đó thì cũng thích những cái giây phút thư giãn một mình thì có thể phần trăm hướng nội và hướng ngoại của bạn nó tương đối là bằng nhau. Còn đối với những người khác thì tất nhiên sẽ có cái độ chênh lệch và tất nhiên là phần nào nhiều hơn thì họ sẽ thiên qua cái xu hướng ấy. Để xác định được cái xu hướng của mình thì các bạn có thể làm các cái bài trắc nghiệm tính cách ở trên mạng để tìm ra câu trả lời. Nhưng gợi ý của mình là các bạn nên làm thật nhiều để đối chiếu với nhau, lấy cái kết quả trung bình, chứ thực sự tất cả các bài trắc nghiệm tính cách trên mạng đều là hết sức tương đối, chứ không thể đúng một cái mà đúng tuyệt đối được. Đấy là chưa kể cách mà bạn điền vào các cái bài trắc nghiệm sẽ phụ thuộc ít nhiều vào cái tâm trạng của các bạn lúc đó nữa. Và cũng lưu ý một chút giúp mình luôn là khi điền trắc nghiệm thì bạn chỉ có một mình thôi, không ai nhìn và không ai phán xét các bạn cả, thế cho nên các bạn cần chọn các cái phương án trong bài một cách thật nhất với bản thân bạn hiện giờ, chứ không phải là theo phiên bản mà bạn mong ước bạn có thể trở thành. Thì đó là một cách. Cách thứ hai là bạn liên tục đặt câu hỏi tại sao cho mình. Tại sao bạn lại thích những thứ này mà không thích những thứ khác? Tại sao bạn cảm thấy khó khăn trong một số cái hoạt động xã hội nhất định? Khi bạn hiểu những câu hỏi này thì theo thời gian, cùng với nhiều trải nghiệm sống hơn, trải qua nhiều tình huống đa dạng hơn, bạn sẽ dần hiểu mình hơn. Khi bạn hiểu bản thân mình thì bạn sẽ có thể làm được rất là nhiều việc mà bạn không làm được trước đây, hoặc ít nhất là những điều bạn nghĩ rằng bạn sẽ không làm được. Vậy đó là cái cách để bạn xác định rằng mình có nhiều phần hướng nội hay là hướng ngoại hơn. Nếu bạn đã hiểu rằng bạn có nhiều phần hướng nội hơn rồi thì đây là những gợi ý của mình dành cho bạn để có thể xây dựng các cái mối quan hệ xã hội và phát huy hết những cái gì mà bạn có. Mẹo đầu tiên rất quan trọng là bạn phải đồng ý và chấp nhận cái tính cách của mình. Cá nhân mình luôn luôn tin rằng những gì bạn chưa thích thì bạn có thể cố gắng thay đổi. Ví dụ như là mình nóng tính quá thì mình có thể cố gắng qua thời gian để bớt đi. Cái tính gì chưa tốt thì mình sửa dần dần. Thậm chí nếu mà bạn hướng nội thế nhưng mà rất mong muốn được sống một cái cuộc sống của một người hướng ngoại thì bạn cũng hoàn toàn có thể cố gắng làm được cái điều đó. Thế nhưng chắc chắn là cũng không có vấn đề gì với việc sống với tính cách của mình cả. Sự nóng tính của mình nhiều khi làm tổn thương đến người khác, thế cho nên là mình cần sửa đổi chẳng hạn. Thế nhưng mà các bạn hướng nội hay hướng ngoại thì hoàn toàn không ảnh hưởng đến ai hết. Bởi vậy bạn có thể tự tin sống với cái xu hướng tính cách của mình. Nếu không muốn thay đổi thì mình học cách yêu lấy nó và sống với nó. Những người tự tin là những người thoải mái với chính mình, từ ngoại hình đến tính cách bên trong. Nếu bạn muốn trở thành người tự tin thì hãy học cái cách đồng ý cho mình là chính mình đã nha. Mẹo thứ hai là không cảm thấy xấu hổ khi dành thời gian một mình. Cá nhân mình chẳng hạn, ở cái độ tuổi này mình đã cảm thấy gần như là hoàn toàn thoải mái với chính mình rồi. Phần hướng ngoại của mình rất thích mạng xã hội, rất thích là tụ tập. Thế nhưng mà mình cũng không có vấn đề gì với cái việc công khai rằng mình đang ở đâu đó một mình cả. Không như ngày xưa, cái thời sinh viên mình rất là xấu hổ nếu mà cuối tuần bạn bè mình trong ký túc xá đang đi chơi hết mà mình lại ở nhà một mình. Lúc đó thì một nửa mình cảm thấy mình đang bỏ lỡ một cái điều gì đó mà bạn bè mình đang chia sẻ với nhau. Một nửa thì mình cảm thấy là tự ái nếu mà bạn bè đi đâu mà không rủ mình ấy. Bây giờ khi mà có nhiều trải nghiệm sống hơn thì mình không còn cái FOMO đó nữa, tức là fear of missing out, nỗi sợ mình đang bỏ lỡ điều gì đó tại một cái tiệc tùng mà mình đang không có mặt. Mình tận hưởng những cái lúc tụ tập với bạn bè và mình cũng tận hưởng những lúc nghỉ ngơi một mình. Mà thực ra cũng gần như không có lúc nào mình thực sự một mình cả, trừ những lúc đi công việc một mình thôi. Còn lại nếu không ở với người thì mình cũng sẽ ở với một đàn chó mèo.
Mình cảm thấy là mình có cái phần hướng nội của mình nhưng mà phần này nhỏ thôi, còn phần hướng ngoại thì vẫn là nhiều hơn. Điều mình muốn nói là bạn hãy thoải mái và tận hưởng những cái gì diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của các bạn, dù một mình hay là với người khác. Đừng cảm thấy xấu hổ tại vì một buổi cuối tuần người ta đi chơi hết còn bạn lại thích ở nhà hơn. Cả thời sinh viên của mình gần như là mình không bỏ lỡ lời mời đi chơi, đi tiệc tùng nào hết. Và hãy tin mình đi khi mà mình nói là các bạn đang không bỏ lỡ quá nhiều đâu. Khi cái thời tiệc tùng đã trôi qua rồi thì các bạn sẽ thấy thực ra không tham gia vào những cái buổi tiệc tùng đó thực ra nó cũng không kinh khủng như các bạn nghĩ. Nếu bạn là người hướng nội nhiều ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng những cái khoảng thời gian một mình là rất quan trọng để các bạn nạp năng lượng và thư giãn tâm trí. Bởi vậy không có cái gì phải xấu hổ về việc mình không ra ngoài chơi nhiều như người ta. Chẳng qua là bạn giải trí theo cái cách của riêng bạn thôi. Mẹo thứ ba dành cho các bạn hướng nội là hãy tìm cách xây dựng mối quan hệ mà các bạn cảm thấy thoải mái nhất. Không nhất thiết phải là ép mình đến các cái bữa tiệc networking mới là network. Điều đó đúng trong thời buổi ngày xưa. Thế nhưng mà bây giờ may mắn của bạn là bạn có thể giao tiếp cũng như kết nối qua internet và những mối quan hệ này cũng có thể hoàn toàn nghiêm túc y như những cái cuộc đối thoại mặt đối mặt. Việc của bạn là lựa chọn cái nền tảng, tức là cái nơi mà bạn muốn phát triển mối quan hệ. Có thể là tìm người yêu thì lên Tinder này, tìm đối tác công việc thì lên LinkedIn, tìm bạn bè nói chung thì lên Facebook, tìm cạ chung sở thích thì các bạn tham gia các cái hội nhóm, các cái forum. Đây là cách tuyệt vời để các bạn kết nối với người khác, thế nhưng mà các bạn vẫn cảm thấy thoải mái. Đừng nghe những người nói là chỉ có những cuộc gặp mặt đối mặt mới là tính là cái sự kết nối có ý nghĩa, còn trên mạng là ảo. Đúng là người ta dễ bị lừa đảo ở trên mạng hơn, và đúng là người ta dễ núp sau bàn phím và buông ra những cái lời độc ác hơn, đúng. Thế nhưng mà nếu các bạn biết sử dụng công cụ này đúng cách ấy, thì trên internet vẫn còn rất nhiều tình bạn đẹp, rất nhiều người tử tế, rất nhiều những công việc nghiêm túc mà sẽ mang đến sự hiệu quả và tiết kiệm thời gian cho cả hai bên. Rất nhiều bạn bè của mình là quen qua mạng trước khi gặp được nhau này, và cũng có rất là nhiều đối tác công việc mà mình chưa bao giờ gặp cả. Tất cả các bước làm quen, thương lượng, ký kết, trao đổi đều là qua email hết, và nó giúp mình tiết kiệm được cực kỳ nhiều thời gian mà công việc thì vẫn hiệu quả như bình thường. Điều quan trọng nhất là học cách sử dụng công cụ một cách đúng cách, và nó sẽ phục vụ bạn, giúp bạn xây dựng các cái mối quan hệ dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian trong công việc hơn, lan tỏa những cái thông điệp cần đến sự đồng lòng của nhiều người. Sức mạnh của mạng internet là rất lớn, hãy tận dụng nó nha. Mẹo thứ tư để xây dựng mối quan hệ xã hội khi bạn là người hướng nội là hãy quan tâm đến người khác theo cách riêng của bạn. Đây chính là cái thế mạnh của người hướng nội mà nhiều khi người hướng ngoại không có. Người hướng ngoại rất là thích đông người này, thích thể hiện tính cách của bản thân này, nhưng mà nhiều khi họ thiếu đi cái khả năng lắng nghe và thấu hiểu người khác. Đây chính là điểm mạnh của người hướng nội. Các bạn có khả năng lắng nghe tuyệt vời và bạn hoàn toàn nên sử dụng nó. Những người giao tiếp tốt là những người biết lắng nghe, chứ không chỉ biết nói về mình mà bỏ mặc cái người đối diện. Những người hướng nội ấy, có thể tuy là không nói nhiều cái lời khéo léo và làm vui lòng người khác, thế nhưng mà rất là biết lắng nghe và rất biết quan tâm thực sự đến những người mà họ yêu quý. Đây là điểm mạnh tuyệt vời mà bạn nên cảm thấy tự tin về mình. Thực sự bạn không cần tất cả mọi người phải yêu quý bạn đâu, mình nói thật. Cái thời sinh viên mình còn ít kinh nghiệm sống và mình cũng vừa trải qua cái thời phổ thông không có nhiều bạn bè gì ấy, nên mình luôn luôn mình sợ bị bỏ rơi, và vì thế mình luôn luôn mình cố làm hài lòng tất cả mọi người. Mình rất là sợ phải ngồi ăn trưa một mình, và mình luôn sợ có một ai đó đang nghĩ xấu về mình. Hậu quả của việc sống như vậy là mình trở nên quá nhạy cảm với mọi việc xung quanh, hay cảm thấy căng thẳng khi có bất cứ ai không thích mình, làm gì cũng sợ không biết người ta nghĩ gì về mình, và rồi quá bị lụy vào đàn ông. Khi mình có bạn trai, mình quá phụ thuộc vào anh đó về mặt cảm xúc, và ngược lại, cái cách cư xử của mình như vậy cũng làm cho anh ấy cảm thấy mệt mỏi nữa. Những hôm nào mà mối quan hệ êm đẹp, mình sẽ cảm thấy vui lạ lùng cả ngày, cái gì mình cũng thấy màu hồng hết. Thế nhưng mà hôm nào mà cãi nhau y như rằng mình như một cái bánh đa nhúng nước từ sáng đến tối cho đến khi làm lành với nhau thì thôi. Nghe đến đây các bạn chắc chắn là hình dung được cái tính đó của mình dẫn đến cái hậu quả như thế nào rồi. Nhưng nói đi nói lại thì cuối cùng thời đó cũng giúp mình hiểu bản thân hơn, và từ đó qua những cái sai lầm mình có thể trưởng thành hơn, vững vàng hơn và tự tin hơn, và cuộc sống của mình bây giờ thoải mái hơn. Mình tin rằng nếu bạn muốn có những người bạn tốt thì trước hết hãy cứ là một người bạn tốt của người khác cái đã. Hãy quan tâm đến họ một cách chân thành theo đúng con người bạn, đừng cố gắng quá. Hãy để mọi thứ tự nhiên và hãy tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Mình biết là ở cái độ tuổi còn nhỏ thì bạn sẽ không bao giờ tin là mọi thứ sẽ ổn. Thế nhưng mà ở vị trí của một người đã đi qua cái độ tuổi đó thì các bạn hãy tin mình đi. Hãy cứ là chính mình và đối xử tử tế với người khác, rồi bạn sẽ có những người bạn tốt thôi. Số lượng bạn ít nhiều không quan trọng, quan trọng đó là những người bạn tốt. Mẹo cuối cùng là lựa chọn công việc phù hợp với bạn. Cái này nghe có vẻ xưa như trái đất rồi, ôi ai chả biết, khổ lắm nói mãi. Thế nhưng mà cái việc lựa chọn công việc phù hợp không dễ như là cái cách mà nó được nói ra. Ở thời buổi kết nối bây giờ ấy, thì chắc chắn là khi mà làm việc bạn sẽ không ít thì nhiều phải tiếp xúc với đồng nghiệp hoặc là đối tác hoặc là khách hàng. Thế nhưng mà ít nhất là có những công việc với cái độ độc lập cao hơn những công việc khác. Ví dụ, thay vì phải tiếp xúc nhiều với con người thì có những cái công việc cho phép bạn chủ yếu tiếp xúc với máy móc hoặc là sổ sách hoặc là số liệu hoặc là chăm sóc động vật hoặc là nấu nướng. Có rất là nhiều công việc như vậy
vậy và nhiệm vụ của bạn là tìm tòi và thử nghiệm xem công việc nào phù hợp nhất dành cho mình. Còn trẻ đừng sợ thử nhiều công việc khác nhau. Cái sự ổn định mà người ta vẽ ra cho bạn là không có thật. Đừng sợ người ta dòm bạn và cười bạn tại vì bạn làm công việc gì kỳ cục lông bông. Cũng đừng có sợ lương tháng của mấy đứa mà bạn chơi chung tạm thời cao hơn thu nhập của bạn hiện tại. Và nghe cái tên công ty thì có vẻ lớn hơn và oai hơn. Công việc của mình và sự thỏa mãn của mình trong công việc chỉ có một mình bạn biết. Sự thành công không đến qua đêm. Khi mà bạn còn trẻ thì bạn có được cơ hội được liều với những cái công việc mới mà sau này có thể các bạn sẽ không còn những cơ hội như vậy nữa. Nếu mà bạn không tự tìm cho mình con đường thì người khác sẽ làm cái điều đó cho bạn. Và tất nhiên là bạn sẽ không muốn vậy, đúng không? Bạn không muốn đi theo con đường của người khác vạch ra cho bạn. Nếu mà bạn muốn quyết định cuộc đời mình thì bạn sẽ phải cố gắng bớt rụt rè đi một chút và dũng cảm đưa ra lựa chọn cho mình. Mở máy tính ra, tìm kiếm những cái ngành nghề mà bạn cảm thấy thú vị, đọc về nó, tìm hiểu nó, tìm cách đi thực tập, tham gia vào các cái hội nhóm forum tương ứng để thảo luận cùng những cái người trong ngành. Mỗi ngành nghề nó chỉ mù mờ khi mà bạn chưa nhấc tay nhấc chân lên thôi. Chứ một khi đã tìm hiểu về nó thì từng chút một bạn sẽ có cái đà để tiếp tục đi sâu hơn, có cơ hội tiếp xúc với những người trong ngành và học hỏi từ người ta. Hãy tin rằng mình có thể không hướng ngoại như người ta, thế nhưng mà mình quyết tâm trong công việc của mình chăm chỉ hơn người ta, mình cẩn thận hơn người ta. Một trong những điều mà giúp mình có được cái cuộc sống trọn vẹn như ngày hôm nay là sự quyết tâm làm mọi thứ hết sức mình. Cái lúc đó mình đi học cao học ở London và mình đi làm thêm ở nhà hàng của bạn mình. Công việc của mình là đón khách này, lấy order này, pha nước, bưng món, tính tiền. Đối với mình thì rõ ràng đó chỉ là công việc làm thêm thôi. Đó không phải là sự nghiệp của mình, thế nhưng mà mình quyết tâm là dù ngày hôm nay công việc của mình chỉ là lau cái bàn thôi, mình cũng sẽ là người lau cái bàn đó sạch nhất. Ở tuổi thanh niên ấy thì chúng mình thường mắc bệnh lười và bệnh coi thường công việc. Gặp việc gì nhỏ thì chúng mình thường nghĩ rằng mình quá giỏi để làm mấy cái việc vặt vặt như vậy. Thế nhưng mà hãy tin mình đi, mọi bức tường dù cao đến mấy cũng được làm bằng những cái viên gạch nhỏ thôi. Không ai xây bức tường cao nhất, to nhất sau một đêm cả. Nhưng mà hàng ngày nếu mà bạn quyết tâm là ok, mình sẽ xếp cái viên gạch này một cách cẩn thận nhất, đúng vị trí nhất, tốt nhất khả năng mình có thể, thì ngày qua ngày dần dần các bạn có một cái bức tường. Dù là người hướng nội hay là người hướng ngoại thì điều bạn có thể làm là cố gắng hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất. Theo thời gian bạn sẽ có những cơ hội mới và sẽ tìm ra những công việc hoàn hảo nhất dành cho mình. Hy vọng là các bạn đã thích video vừa rồi và hy vọng là những gợi ý của mình sẽ giúp ích được cho các bạn. Like video và đăng ký kênh nhé, tại vì mình sẽ quay lại với video mới vào mỗi thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Đừng quên follow mình ở trên Facebook và Instagram ở Giang ơi Vlog nữa, mình sẽ để cái tên ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình và tạm biệt các bạn.